Hello? Hello? Nghe đây. Sao lại chạy mặt tôi? Lại là ông đó à? Đây là số thứ mấy rồi? Tôi không thể nào yêu ông được. Bây giờ, sau này, hay nhiều năm nữa cũng vậy. Đừng có trẻ con như vậy được không? Tôi là gì? Lỗi của ông là yêu tôi.